xăm tiền batik. Batik, batik, batik. Chỗ này là người ta vẽ lên nè. Người ta làm áo để mua tặng khách, bán khách du lịch đó. I love Bali. I love Bali. Oh, that's good. Yeah. Em thích bả không hay là thích cái nào? Ta vẽ lên áo của em thôi. On your hair shirt? Really? Really? No. How much? How much? 20,000. That's it. Okay. On her shirt? This one? Yeah. Yeah, ma. How about you have another t-shirt? Inside, we bring out. Oh, hey, rẻ đẹp quá chứ. Rẻ đẹp. Yeah, we buy t-shirt there. Yeah. Shopping đi xong mua quá trời đồ luôn. Mua gì mà hai cái áo thun, một cái áo sơ mi, hai cái quần shorts, một cái quần nữa cho Minh cho Trinh. Tính ra được có 110 đô à, rẻ thiệt. Mua cái áo cho mình cho anh, cái áo dress shirt thì mua một cái thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm vẽ lên ha, vẽ lên cho mọi người. Ok, bây giờ bà sẽ vẽ cho tụi mình ha. Dạ, hay quá. Mực nóng ở đây nè ha, rồi vẽ lên đây. Xem. No. Last one.
thoáng, đẹp, mát mẻ. Nhìn ra đồng ruộng nè. Chỗ này nhìn ra đồng ruộng luôn nè, mênh mông. Mát quá hả Trinh? Rồi, cái này ở gần thành phố gì mà sao nhìn ra được đồng ruộng nhiều quá ha. Ở ngay trung tâm thành phố luôn. Ở đây mà họ gìn giữ, gọi là họ gìn giữ đồng ruộng lại. Cái đó sáng này cái gì đó sáng qua mình ăn ngon hơn nhiều.
thì nó có này giống như kiểu Việt Nam ấy, có mặn mặn ngọt ngọt có cay cay, còn ba mẹ ăn là ngọt lẹm không có gì đặc biệt. Mọi người ơi, tụi mình đang ở cái chỗ mà Swings. Bây giờ anh Châu đang mua tích kịch để đi Swings. Bây giờ mình show, mình quay cho mọi người xem với quang cảnh chỗ này nè. Ở đây họ có rất là nhiều combo Swings. Mọi người thấy xa xa kia mấy cái chỗ mà có mấy cái trái tim này là một trái Swings nè. Rồi có đu quay. Tụi mình sẽ đi cái đá Swings là cái mà có vòng hoa này nè. Tí nữa mình đi mình quay gần hơn cho mọi người coi ha. Ở bên đây có mấy cái quán cà phê, mọi người có thể ngồi này kia, rồi mấy cái shop để có thể mua đồ nữa đó. Mọi người thấy cô đó Swing không? Nhìn hơi sợ ha, nhìn nó hơi sợ, chứ không đi cái đó đâu sợ. Trời hôm từ bây giờ tụi mình đi hơi chiều rồi, nó hơi tối. Cũng hơi cao nhưng mà cũng không sao. Ngồi cái ghế này thì an toàn rồi. Ở cái giày nữa quay cái. Hôm nay là đi buổi chiều thì nó đỡ vắng người hơn, nên khỏe hơn cái trời. Lên đây. Có đi một tới chứ mà đã pin đó. Pin, có đi một tới chứ mà. Ok mọi người. Tụi mình đã lên được rồi mọi người. Bây giờ người ta sẽ bắt đầu đẩy tụi mình vài vòng xong rồi đi xuống. Đẩy mấy vòng chơi đi xuống. Ê ngồi trên mát thì người ta đẩy giống như xích đu kiểu. Ê cho tôi ngủ đây đi. Ê có thấy không? Có thấy mọi người thấy làm sao không? Ở dưới đằng sau là ruộng bậc thang đó mọi người ơi. Không mà mình nghĩ là đi thời tiết này tốt hơn chứ chưa nắng quá không có mát được vậy. Đúng rồi, ở đây bây giờ quá mát luôn á. Yeah, mọi người nên đi trải nghiệm này nha. Vui. Cái này họ cũng an toàn, họ có dây hắc thôi. Cái hắc dây an toàn cho mình đó. Cái này là cái an toàn nhất. Còn nếu mà ai mà muốn chơi dữ hơn nữa thì đi đi bên này nào. Thấy họ còn bên này trên hai cây dừa mọi người ơi. Yeah. Xung quanh cái xích đu họ trang trí hoa giả. Nhìn cũng đến luôn. Xong
kể nha. 10 đô, 12 đô. Okay. Hi. How are you? Wow. Này đẹp đúng đẹp luôn á. Yeah. Yeah, please. Yeah. Wow, this is beautiful. I like bamboo. Bamboo đẹp thiệt. Cao thoáng. Cao thoáng quá đẹp. Đúng là có private tour guide có khác. Biết chỗ để đi, khỏi cần phải nhìn, khỏi phải nghiên cứu. Yeah, ông đó đúng là dễ thương luôn. Wow, beautiful. Okay.
cây rau củ quả nhiều quá nè. Có cà tím nè. Hotel này thật ra là có nhiều cái mình cũng không thích, nhưng mà chỉ có cái này là mình thích nhất nên mình book nó. Và cái này thì sáng nay mới thấy cảm thấy là quyết định đúng, tại vì cái này rất là hạnh phúc và rất là ở đây cũng rất là nhiều dễ thương, chụp cho mình cả mấy chục tấm. Sao mà mọi người kéo đồ ăn quá ngon, đang mà ta định ăn mà ăn quá ngon, đang ăn mà ta định ăn mà đang ăn mà không chào hỏi ai thì chào mọi người mình cũng ăn thấy nguyên cái nó. Cái này là pineapple pancake. Nó chua chua được nè. Pineapple pancake. Cái này là đặc biệt cái này. Đối với cái này là không ai cũng đào là pineapple pancake. Không á. Bình thường người ta ăn cái floating breakfast là người ta phải bơi ở dưới đó mọi người. Mà mình sợ ướt, mình ngồi trên bờ mình ăn thả cái dĩa ở dưới vậy á. Không, mình muốn khoe hai cái áo này mới mua. Hai cái áo này hôm qua người ta rẻ mọi người. Chinh Châu in Bali nè. Người ta dễ cái chữ cái hình này luôn á. Hay thiệt á, cái cô lớn tuổi dễ luôn. Custom rất, giá cả đây rất là rẻ mọi người nên good. Cái này thì breakfast bình thường nó include trong cái booking, nhưng mà nếu mà muốn thêm thì cỡ $15 thôi. Cái này là nhà thơm á mọi người. Rồi họ chiên với lại cái tem khác. Hồi đó giờ mình mới ăn cái pancake mà thay hấp dẫn nhé. Đây, hình quanh là rừng cây coconut rồi đẹp lắm. Chỉ có cái là họ đang xây dựng. Nhưng mà ngoài dĩa đó thì xung cảnh rất là đẹp. Mấy cái chỗ kia mà dựng là nó không có giờ xịt thuốc vô.
tự nhiên nó hơi ngọt ngọt à. Ai ác bồ, ai bồ thì mình cũng biết rồi, sẽ không ngọt ngọt. Bà ba già, sorry, bà ba già. Ăn chanh vô rồi, mình cắn cái là có mùi chua liền. Ăn canh vô ăn, ăn cũng hay hay. Đúng rồi đó. Watermelon. Qua là watermelon ăn canh. Chẳng cây. Chẳng cây. Chẳng cây. Chẳng cây. Đúng rồi. Chẳng cây. Watermelon ăn vô chua. Thật kỳ quá kỳ. Mình thấy rất cây. Mình ăn canh vô ăn là thấy kỳ rồi. Dưa hấu Việt Nam rất là ngọt nha mọi người. Lúc mình về Việt Nam mẹ mình mua dưa hấu cho mình ăn nó ngọt lắm mọi người á. Đúng rồi. Mà không biết nó có thể xuống không mà chặt chặt coi khó chứ. Em mình nghe nói là nhiều người thích thuốc. Cảnh mọi người, những bạn ơi, mình đang sắp làm cái show